Quận Thốt Nốt vừa tổ chức sơ kết công tác thu thuế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Năm nay, quận Thốt Nốt được thành phố gia chỉ tiêu thu 158 tỷ 700 triệu đồng, tăng 9,94% so với năm rồi. À, thực hiện nhiều giải pháp tập trung cho công tác thu thuế. Đến ngày 13 tháng 6, quận đã thu được 95 tỷ 070 triệu đồng, đạt 59,91% dự toán, tăng 1,42% so với cùng kỳ năm rồi. Hiện nguồn thu khác ngân sách chưa đạt tiến độ bình quân. Địa phương phấn đấu đến ngày 30 tháng 6 thu được 104 tỷ đồng, đạt gần 65,53% chỉ tiêu thu thuế. Để hoàn thành chỉ tiêu thu 158 tỷ 700 triệu đồng tiền thuế, Bí thư quận ủy Thúc Nốt lưu ý ngành thuế quận tập trung khai thác các nguồn thu từ đất, trọng tâm là nguồn thu từ chuyển mục đích sử dụng đất và khai thác đất công. Tập trung dồn sức cho công tác thu nợ thuế, thực hiện các chính sách miễn giảm thuế, cải cách thủ tục hành chính về thuế.